Vâng, em xin chào quý vị. Đấy. Hôm nay thì em lên một cái đôi vỏ cho những bác nào đang cần những cái vỏ loa bát 16 nhé. Đây. Đây là cái vỏ của con Kenwood này. Nhìn chung là vỏ của nó còn ok, khá là mượt. Đấy. Và vỏ bãi thì em thấy như này nó rất ok rồi này. Đấy. Và nó là NSA9 nhé. Đấy. Tên của con này là NSA9 này. Trên đây nó sẽ có một cái ê căng sắt trên này để nó có thể để các bác có thể lắp thêm một cái loa ấy vào đây. Có thể lắp thêm cho em một cái loa chép vào đây làm chép rời được này. Đấy. Ở đây nó sẽ có đường rời nó dẫn lên đây. Đấy, quý vị nhìn nó sẽ dẫn vào đây. Và đường dưới này nó sẽ dẫn vào các cái hệ thống ba loa ở dưới đây. Đấy. Thì cái đấy là do các bác thiết kế rồi nhá. Đấy, thì các bác có thể thiết kế là một cái bộ phân tần lắp riêng cho ba cái loa này để làm loa ba đường tiếng rồi này. Sau đó mình có thể thêm một cái loa lời lên đây. Đấy. Và lắp riêng qua đường chép. Đấy. Lắp riêng qua đường này. Đấy, để mình chế thành cái loa bốn đường tiếng. Đấy. Hay không ạ? Hoặc các bác nào đang có những cái con A9 ở nhà mà nó có thể là cái vỏ nó không được mượt mà bằng con này thì có thể lấy con này về thay thay sang. Đấy, nó đẹp. Đấy, vỏ viết đây, mặt mũi đây đấy nhá. Thì con này nó được khoét một cái lỗ có chiều đường kính là 13 cm này, 13, nó khoảng 13 cm đấy, 13 cm đấy. À, nếu thế này thì đây là bát 15 rồi. Bát những con bát viền 15, 16 thì khả năng ghép vào đây được. Đây 16 là cái gì nữa? Cái lỗ bên ngoài đây nhá, được 16 cm này. Đấy thì những cái loa bát viền 16 nắp vào đây ok này. Mình bỏ cái mặt này ra, đây là cái mặt nhựa trang trí ở ngoài này. Bỏ mặt nhựa này ra và mình sẽ gắn loa vào trong đây, sau đó úp cái mặt nhựa ra ngoài. Đấy. Hoặc bác nào bỏ mặt nhựa đi thằng chế sáng thêm si vào đây chế thành loa khác thì tùy nhá, còn cái mặt nhựa nó có đem cứ để lại đấy. Còn bác nào về thích chế bỏ mặt nhựa đi sau đó mình dán si trước trang trí mốc má lại thì tùy nhá. Đấy, đây thùng này có chiều ngang là đi 20 cm này, chiều cao là 43 cm và chiều sâu của nó là đi 31 cm đấy. Đây loa chung khoét một cái lỗ là đi 7 cm và loa chép ở đây thì nếu như đo theo cái viền bên ngoài này là 6,5 cm nhé. Đấy, ok. Đấy. Đây. Ngoại hình của loa đây, của vỏ thùng loa đây. Đấy, bác nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Đây là vỏ loa viền 16 chắc chắn rồi. Đấy. Em đo thì em nhìn thấy nó ok rồi. Lỗ của nó là lỗ 13 đấy thì cấp các anh xem cân đối với cái loa nhà mình xem là nó nắp được vào đây không nhá, thì là các anh liên hệ cho bên em. Để các anh lấy hàng chốt hàng. Đấy. Ở trên đây nó có một cái hệ thống dây riêng này để đưa thành cái chép rời trên này. Đấy. Và cái này là hộp độc lập so với cả cái dưới này nhá, các bác nhìn này. Đấy. Nhiều bác sẽ tưởng đây là cái nó hở ra nhưng không, nó không hề hở nhá. Đây là nó hộp công hưởng riêng của nó luôn. Đấy, các bác nhìn thấy không? Mỗi đứa này hộp công hưởng riêng của nó luôn. Trên này là một hộp công hưởng riêng, mình sẽ lắp thêm một cái loa vào đây nữa. Thì loa này lỗ ở đây là bao nhiêu đây? Loa này lỗ 10. Lỗ của nó khoét một cái lỗ 10, tức là mình có thể nó ghép thêm một cái loa chung rời lên đây. Đường kính khoảng tầm 11 cm, đường kính viền 11 cm lắp vào đây. 11 12 thì lắp vào đây. Đấy, thế là nó thành một cái hệ thống loa 4 đường tiếng nhá. Đấy ok, đây là con Kenwood vỏ thùng loa Kenwood NSA9 nhá. Thì đôi bôi vỏ này thì giá của nó cũng vừa phải thôi, cũng không có đắt lắm đâu. Con này thì là có 700 một đôi này thôi, tức là có 350 một cái thùng này thôi. Đấy. Bây giờ đi đóng mới cả một cái thùng này thì nó cũng phải tầm 8-900 rồi. 8-900 không rẻ. Đấy. Đấy nhá. Vâng ok thì đấy em thôi thì bây giờ em bán các anh 600 đi nhá. 600 đôi này. Để bác nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhá, để 700 bán 600. Đấy bác nào mua liên hệ nhá. Đấy, còn ở đây em có một ít các cái loa súp cho 5.1 đấy này, dòng V20X đấy này. Đây là một số các dòng loa mini rời là bác nào cần nhu cầu mua liên hệ nhé. Đấy. Ok này, đấy. 600 nhá, 600 đôi loại vỏ thùng bát 16 nắp bát 16 của Kenwood A9 nhá. Thì bác nào có nhu cầu mua liên hệ số điện thoại là 097
0989 1682 hoặc là 0966 594 585 giúp em. Vâng, em xin chào các anh.